Kính thưa quý vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Đông Á ngày hôm nay. Người mới đây xin được quay về cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Miệt Ánh Chính, ca khúc được mang tên Không. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Văn Lực. Đừng để lòng sẽ ai lại buồn.
niệm